Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu xanh thắm tình em chẳng chẳng tham áo sâu hay là ca.
gặp bên đường. Mến nhau ngay thật mà yêu thương ở sớm chiều. Thương nhau thì ta biết để đâu chết cho một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thương.
nơi ngoại thành xa anh lại về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thành. Em ơi, dù xa cách mặt lòng không phù lòng. Thưa các cụ ông, cụ bà, hàng nghìn gia đình, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi ở nơi cầu cây hiệu ra đi ăn hỏi, làm thủ tục ăn hỏi cho cháu sinh. Cháu xin kính mong gia đình nhà gái các nhân cho xin tới. Thăm tình em trắng phai màu.
xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng ước mơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Xin mời toàn thể quý cô dì chú bác, những người thân yêu của gia đình chúng ta nhanh chóng ổn định vị trí chỗ ngồi và hướng mắt lên trên sân khấu để đến với nghi lễ rất trọng đại và lịch sử này. Xin mời. Vâng, thưa toàn thể quý vị, và hiện diện tại trung tâm sân khấu lúc này là ban đại diện quan viên họ nhà trai, ban đại diện quan viên họ nhà gái. Xin thay mặt cho ban tổ chức kính mời ban đại diện quan viên của họ nhà trai, bác Phạm Công Thuần sẽ có những lời phát biểu với cơ chầu xin dâng. Xin trân trọng kính mời bác. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được trân trọng tình của gia đình nhà gái đối với họ trai chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Về nghi lễ thì xin trân trọng với cái nghi lễ của rước dâu thì gia đình nhà trai chúng tôi có chai rượu cây trầu, xin họ nhà gái chấp nhận cho về cái lễ rước dâu. Vào tay thật lớn của toàn thể quý vị đi ạ. Một lời phát biểu rất mộc mạc nhưng đầy đủ ý nghĩa. Và để đáp lời, con xin trân trọng kính mời bác đại diện quan viên họ nhà gái sẽ phát biểu. Trân trọng kính mời bác. Nhất tôi thay mặt cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, công, các bà, ba mẹ bốn bên của họ nhà trai, họ nhà gái. Tôi không biết nói gì thì chúc một lần tất cả trong hội hôn có một sức khỏe thành đạt, thành công và thành công. Xin lên tiếng. Dạ vâng ạ, sẽ cần những cái bắt tay bền chặt của hai bác đại diện quan viên này ạ. Con mời hai bác bước lên đứng trước một chút ạ. Và kể từ nay đôi bên đã có dấu hiền rể thảo. Quý vị nở những chào bó tay lớn hơn nữa để chúc mừng. Dạ vâng ạ, cơi trầu xin dâu và nhận lễ cơi trầu của đại gia đình nhà gái đã được diễn ra. Con xin trân trọng kính mời hai mẹ di chuyển vào khán phòng gia tiên để thắp hương báo cáo tổ tiên, cầu mong mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc tới đôi bên gia đình và cho các con của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ạ. Thật xứng đôi.
nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui, bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa của quý vị đi ạ. Đó là những tràng pháo tay của sự đón nhận, yêu thương. Thưa quý vị thân mến, quan viên họ nhà gái đã tiến hành thành công tình cảm với nghi lễ trao dâu và nhận rể theo phong tục tập quán của địa phương. Và trên sân khấu lúc này, quý vị sẽ được dõi theo một nghi lễ vô cùng trọng đại và ý nghĩa nữa. Đó là ý nghĩa trao nón của mẹ chồng tới nàng dâu. Xin được trân trọng kính mời mẹ chồng của cô dâu lên sân khấu. Xin mời mẹ của chú rể ạ. Đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng con khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay, thương cho các con và tiếp tục kết nối những yêu thương của các con để xây dựng hạnh phúc gia đình cho hai bên. Xin trân trọng mời mẹ chồng với dây quai nón đầu tiên màu tím của sự thủy chung. Và xin mời mẹ đẻ, vâng ạ, sẽ tiếp tục gắn kết tình yêu thương này cho cô dâu. Xin mời mẹ ạ. Xin mời cô ạ. Hai mẹ sẽ cùng xây dựng và kết nối tình yêu thương của các con. Chiếc quai nón được kết bằng màu tím thể hiện sự son sắc thủy chung của người con gái, của người vợ, người phụ nữ trong gia đình. Và sau đây xin mời mẹ sẽ đội nón cho cô dâu ạ. Xin mời. Sự trợ giúp của mẹ đẻ, xin mời. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị. Đây là một nét đẹp truyền thống văn hóa của quê hương Thanh Hóa, thưa quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn. Và con kính mời hai mẹ sẽ rời đài hoa chúc của chúng con. Chúng ta có thể nói rằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa được sự nhất trí của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của gia đình đôi bên, đặc biệt là tình cảm tìm hiểu, tình cảm yêu thương, gắn bó, sâu sắc của Vũ Dung và Vũ Sinh, thì chúng ta đã nhận được tấm thiệp hồng. Đó chính là lý do quý vị có mặt đủ đầy ở đây ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc cho đôi nương. Cho phép Thu Thảo thay mặt cho ban tổ chức đỡ lời cho ekip thực hiện chương trình trịnh trọng tuyên bố đại lễ vu quy của cô dâu Vũ Dung sánh duyên cùng chú rể Vũ Sinh chính thức được. Trong buổi chiều ngày hôm nay, tuy nhiên trong buổi sáng này tại tư gia gia đình cô dâu, chúng ta sẽ được chứng kiến những tình cảm yêu thương của đại gia đình lên trên sân khấu để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Món quà đầu tiên, Thu Thảo xin được trân trọng kính mời món quà của bố mẹ kính yêu. Mẹ đã dành cho chúng con, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, và nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lộng lộng không phủ kín công cha. Thưa quý vị, chỉ ít phút nữa thôi, cô dâu Vũ Dung của chúng tôi sẽ tạm biệt mảnh sân này, tạm biệt ngôi nhà này, tạm biệt những người thân yêu đã gắn bó mười mấy 20 năm cuộc đời người con gái, để rồi sống một cuộc sống mới của mình, bước sang một vị thế mới, đó là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ, một người dâu con, dâu thảo của đại gia đình nhà trai. Vâng ạ, và ngay sau đây thì con xin trân trọng kính mời ba mẹ sẽ trao quà cho chúng con. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, và tình cha thì ấm áp như vầng Thái Dương. Xin trân trọng mời mẹ trao quà cho con gái. Ôm đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi. Tình yêu bao la theo như con du sự cho thấy nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Trong cái và những lúc gian nan ta con nhà.
Thu Thảo rất mong toàn thể quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn bố mẹ của cô dâu. Xin được trân trọng cảm ơn cha mẹ kính yêu rất nhiều. Và xin trân trọng mời ba mẹ chúng kính mời bạn nội ạ. Xin quay kiến với toàn thể hai họ. Tôi thì bây giờ là cũng tuổi cao chưa yêu. Không báo cáo đâu, bị 91 tuổi rồi. Cho nên mà nói năng cái gì thì nó cũng không được chuẩn. Thì xin các vị cứ bỏ qua. Thế thì cũng là ngày hôm nay là hôm nay là hai cháu. Và trước khi là các cháu hôm nay là cất bước để về quê hương chồng và cũng là đi theo chồng. Thế thì xin có nhờ chào toàn thể các cụ hai họ toàn thể nhân dân trong thôn Đông Xóm, bà con lối xóm nội ngoại xa gần mà có lòng đến dự buổi hôn lễ cho hai cháu và cũng mừng hai cháu là cất bước lên đường để theo chồng về quê hương làm con làm cháu về các cụ. Thế thì trên coi lời nhé các cụ là bây giờ là các cụ cũng thứ cho tôi nhiều tuổi không là rôm la một vài giờ thì cảm ơn toàn thể các cụ. Thế là trước khi cháu cất bước lên đường theo chồng về quê tôi cũng chả có nhiều có một tí quà nên là nhưng không phải là một tí đâu thưa quý vị, nó là rất nhiều những tình cảm yêu thương của bà. Dù bà đã tuổi cao nhưng mà bà vẫn dành những tình yêu thương rất lớn lao dành cho các cháu. Vâng ạ, đó là những chỉ vàng thưa toàn thể quý vị. Và đến tận này tuổi rồi vẫn chắc chiu rảnh rủ trong công việc, trong sự tiết kiệm của mình để có một món quà, để có một những chỉ vàng và đặc biệt là một lá thư rất dày để viết cho cháu. Vậy rất mong toàn thể quý vị sẽ dành cho bà một lời cảm ơn thật sâu sắc. Những tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. Xin cảm ơn toàn thể hồi hôn, nỡ lời cho các cháu, đặc biệt cháu nội của bà. Trân trọng cảm ơn bà rất nhiều. Cô dâu của chúng tôi thì từ đầu tới giờ luôn luôn nở một nụ cười thật tươi vì đây là ngày hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên trong lúc này khi mà bà nội lên sân khấu ở rất lớn của cuộc đời người con gái, đó là trở thành một người phụ nữ. Sẽ xa nơi này, xa hơn vì quê hương Thanh Hóa, cách Bắc Giang 3 tiếng đồng hồ thưa toàn thể quý vị. Và mỗi một lần trở về quê thăm bà nội và như vậy có nghĩa là chú rể của tôi kính mời bà trao quà, xin mời bà. Bà có đưa cho cháu những chỉ vàng thưa quý vị. Bà vẫn kèm theo câu nói quen thuộc, bà chúc các con trăm năm hạnh phúc. Xin mời cậu mở trao quà cho các cháu.
Con xin được trân trọng cảm ơn bà ngoại lớn lời cho các em. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời anh chị Phòng Sen lên sân khấu để trao quà. Tuy nhiên anh chị Phòng Sen có... Xôn xao đôi đúa cao sang thay nhau gà đầy mâm.
sân ca yêu thương chào ngày vui. Kỳ bên nhà trai ly đồ hồng vui quá vui, mùa xuân hợp hồng ban tình. Vâng, và thưa quý vị thân mến, những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời để thưởng thức ngày hôm nay, phóng sinh của người phụ thông được chào đón những tình cảm thân thương cùng với sự quan tâm sâu sắc đến từ tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, một khoảng không gian trang trọng mà công ty tổ chức kiện len lánh được gia đình nhà trai cùng với tôi và chủ dê tin tưởng cùng đồng hành trong buổi quan tâm về với sân khấu sẽ cùng đến với tổ khúc giao duyên mời chầu khách đến chơi nhà để cùng thay cho những lời chào, những lời cảm ơn và từ phía gia đình nhà trai, gia đình mẹ Vũ Thị Đào muốn gửi tới tất cả quý vị. Và xin được trân trọng kính mời đôi nữa là chúng ta sẽ cùng với thôn Ngân Đài, Minh Đức, tỉnh Bắc Giang trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị thân mến, theo quy luật của tự nhiên đó là hạ qua thì thu đến mà đông qua thì xuân về. Tình yêu thì cũng vậy, khi đủ nắng thì hoa sẽ nở và đủ gió thì mây sẽ bay. Và ngày hôm nay ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão chính thức hạnh phúc đã đong đầy. Và trong khoảnh khắc này trước khi chứng kiến chúc phúc của tất cả quý vị, xin được trân trọng kính mời Vũ Sinh cùng với Vũ Dung hai bạn sẽ đồng cả thân đứng dậy đi ạ, sẽ cùng quay vào nhau và sẽ cùng trao gửi cho nhau chiếc vòng cưới. Xin được trân trọng kính mời. Mình trong khoảnh khắc năm, đây là anh sẽ nguyện yêu em đến suốt cuộc đời này, sẽ nguyện bao bọc, sẽ nguyện chở che cho em. Dù khó khăn bao nhiêu, dù thử thách bao nhiêu, cũng sẽ cùng em. Xin được chào kính mời chúng người ạ, sẽ cùng trao gửi những vật thân yêu của mình ạ. Vâng, mời thưa quý vị, chúng ta vỗ tay thật lớn nào ạ. Thưa quý vị thân mến, cảm kích trước tấm lòng của Vũ Sinh, Vũ Dung cũng sẽ nói rằng em sẽ nguyện là một đầu vương vững vàng trong anh, cùng anh vượt qua những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống cũng là trong công việc. Xin được cảm ơn đôi nguyên đương rất nhiều vì những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chân thành kính mời hai bạn ạ. Xin mời cô và chủ đề chúng ta sẽ cùng Vũ Sinh và Vũ Dung nên nghĩa phu thê. Vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều, xin được cảm ơn đôi nguyên đương. Vâng, chú rể ơi, trước sự chứng kiến của các quý vị khách quý trở về từ phía gia đình nhà gái, chú rể có thể quay sang với Vũ Dung hay sang rộng một tay yêu thương đi ạ. Chú rể có thể đón người vợ thân yêu của mình vào lòng bằng một cái ôm thật chặt được không ạ?
Yes, rất tuyệt vời đúng không ạ? Thưa quý vị, trong khoảnh khắc tuyệt vời này thì có lẽ là không thể thiếu được một tràng tay thật lớn của quý vị đúng không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị, chúng tôi xin phép được thay lời cho tất cả quý vị đã cùng có mặt tại đây. Những ngọn nến lung linh, những ngọn nến lung linh sẽ cùng thắp sáng cả một gia đình nhỏ những hạnh phúc to. Xin được chúc mừng cho Vũ Sinh cùng với Vũ Dung trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trên đọc kính mời chú rể ạ. Vâng, thưa quý vị, những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời để chúng thức trong buổi sáng ngày hôm nay, chắc quý vị đã cùng được chứng kiến được giây phút hạnh phúc của đôi tình nhân. Vâng, và ngay sau đây xin được chia đàm tiếng mời hai bạn sẽ cùng nhẹ nhàng sẽ cùng đặt những khắc đầu tiên trong cuộc sống này, và đồng thời nó sẽ thể hiện cho sự ngọt ngào mà trong buổi trưa ngày hôm nay không đâu khác sự ngọt ngào của Vũ Dung. Và xin được chào kính mời chú rể sẽ cùng trao gửi cho người vợ thân yêu của mình chiếc bánh kem, một chút hương vị ngọt ngào cho cả chúng tôi. Đầu tiên là xin mời cô dâu ạ, sẽ cùng đón nhận đi ạ. Yes, thưa quý vị, vỗ tay thật lớn đây không ạ? Vâng, thưa quý vị, cảm kích chiếc tập cũng sẽ cùng lấy một chút hương vị ngọt ngào đi ạ, sẽ cùng trao gửi lại cho người chồng thân yêu của mình ạ. Trong ngày chung đôi đầu tiên, cô dâu và chú rể luôn luôn muốn dành cho nhau những sự ngọt ngào, những sự sẻ chia, những khó khăn, những thử thách. Vâng, và thưa quý vị, nếu như chiếc bánh đó là sự ngọt ngào của Vũ Dung thì những dòng rượu champagne nó sẽ thể hiện cho bản lĩnh, cho sức mạnh của người đàn ông, sức mạnh bản lĩnh của Vũ Sinh trong buổi sáng. Sẽ cùng hướng chai rượu xuống phía dưới, sẽ cùng vui nổ chai rượu đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, rượu là biểu tượng của sự nồng cháy, ái ân trong tình yêu và là khắc một con tim. Và ngay sau đây xin mời chú rể ạ. Yes, rất tuyệt vời ạ. Thưa quý vị, và như vậy là chú rể Vũ Sinh đã cùng khui nổ để chơi rượu đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được chào kính mời chú rể sẽ cùng rót xuống những dòng rượu hồng. Và xin được chân thành kính mời cánh tay trái của chú rể ạ sẽ cầm chai rượu, cánh tay phải vòng nhẹ qua ôm eo của thân yêu của mình ạ. Đúng rồi ạ. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng đong đầy chúng ta vinh hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, chai rượu đầu tiên nó thể hiện cho tình yêu của Vũ Sinh và Vũ Dung sẽ cùng dành cho nhau. Và kể từ ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể sẽ cùng chung tay nhau, cùng nhau trèo lái con đường của hạnh phúc để cùng tiến đến bến bờ của thành công, của đỉnh cao trong cuộc sống này. Xin được cảm ơn đôi lớn rất nhiều. Xin mời hai bạn tiếp tục đong mạnh chúng ta vinh hạnh phúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Để sẽ cùng tạo nên một bức tranh thủy mặc, một bức tranh của tình yêu, của hạnh phúc, của hôn nhân gia đình. Xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều ạ. Để cùng hân hoan, để cùng lan tỏa, để cùng đồng hành cùng với tất cả quý vị. Và ngày hôm nay cô dâu và chú rể là những người vô cùng may mắn khi được chào đón với sự quan tâm sâu sắc đến từ ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, cùng với cái sự yêu thương đến từ các tổ chức, cơ quan, khách quý, bạn bè, đồng nghiệp. Ngày hôm nay tất cả quý vị đã cùng hiện diện. Vâng, và xin được cảm ơn Vũ Sinh, xin được cảm ơn Vũ Dung rất nhiều với giai điệu đầu tiên. Và tiếp theo xin được chia làm thứ hai, xin mời ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý vị thân mến. Và ngay sau đây thì chú rể Vũ Sinh sẽ cùng khui nổ với chai rượu thứ hai trong ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, và xin mời chú rể và cô dâu sẽ nhẹ nhàng đong đầy xuống 4 chiếc ly mà ban tổ chức đã cùng sắp xếp, và sau đó còn bao nhiêu rượu, xin mời hai bạn tiếp tục đong đầy xuống tháp ly hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay dẫu biết rằng phút chờ đợi một chút, cô dâu và chú rể chúng cùng tiếp tục rót xuống tháp ly. Chúng tôi xin phép được chào đón vị đại diện của gia đình nhà trai cùng với vị đại diện của gia đình nhà gái. Vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ thay mặt cho mẹ Đào trở về sân khấu. Vị đại diện của gia đình nhà gái sẽ thay mặt cho bố Cảnh, mẹ Bích trở về sân khấu để cùng đón nhận những ly rượu hiếu thảo đến từ cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chào đón hai vị đại diện của hai. Vâng, và xin được trên đọc kính mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng dành những hành động đẹp cùng với những ly rượu hiếu kính để gửi tới cho bố, cho mẹ. Xin mời ạ. Vâng, và còn hai ly rượu hồng xin được trên đọc kính mời đôi bên lương ạ. Chúng ta sẽ cùng nâng lên đi ạ. Vâng, và thưa quý vị, trước sự chứng kiến của hai vị đại diện của hai bên gia đình cùng với tất cả quý vị,
chính thức trong khoảnh khắc này thì cô dâu và chú rể sẽ cùng quay vào nhau, cùng đan tay nhau uống ly rượu giao bôi kết giao tình nghĩa vợ chồng. Và cũng xin được trên hàng kính mời bố mẹ sẽ cùng cộng ly, và xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình chúng mày ạ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta xin phép được chúc cho phu sinh cùng với phu dung trăm năm tình viên mãn tập đồng nghiệp phu tê. Xin được chúc cho tình cảm thông gia của hai bên gia đình luôn luôn gắn bó keo sơn bền chặt. Xin được cảm ơn đôi yên lương, xin được cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều ạ. Xin mời bố mẹ cùng với cô dâu và chú rể sẽ cùng đặt nhẹ nhàng những chiếc ly rượu về với bàn bên cạnh ạ. Xin mời ạ. Và thưa quý vị thân mến, thì khi nào cũng vậy, chắc chắn những điều đầu tiên mà hai bên gia đình muốn làm đó chính là những lời chào, những lời cảm ơn gửi tới tất cả quý vị. Và ngày hôm nay tại gia đình Hòa Nhà Trai, ban tổ chức xin phép được dành những tình cảm đầu tiên cho phía gia đình Hòa Nhà Gái, và xin được trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà gái, bác sẽ thay mặt cho đại gia đình nhà gái sẽ có những lời chào, những lời cảm ơn gửi tới tất cả quý vị, và đặc biệt bác cũng sẽ có những lời gửi gắm phát biểu gửi tới gia đình nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ạ. Vâng, tôi thay mặt Hòa Nhà Gái, lần đầu tiên đầu xuân năm mới chúc tất cả các cụ, các ông, các bà trong phòng vui chung của con cháu nhà mình có một sức khỏe dồi dào và thật đạt nhất. Điều hai, báo cáo các cụ, các ông, các bà, Hòa Nhà Gái, tôi được sự ủy quyền của họ Vũ trên Hòa Nhà Gái cử tôi đưa cháu tôi về làm dâu con của các cụ, các ông, các bà dưới nhà của nhà cháu sinh đây. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết mong các cụ, các ông, các bà trong họ nhà Giai quan tâm giúp đỡ con cháu chúng tôi, vì cùng một quãng đường dài gặp bố gặp mẹ là xa, thì mong các cụ, các ông, các bà dưới nhà những điều hay lẽ phải mong các cụ giúp đỡ gia đình trong họ chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Điều thứ ba, cũng báo cáo các cụ, các ông, các bà, tôi đứng đây thì thật sự là hơi xa, thì trong đoàn chúng tôi đi gồm có tôi là bác trưởng họ của họ nhà Gái, cùng với lại các bố của con Dung đưa cháu về, cùng với các chú, các chú với các bác, các bá với các thím đang ngồi dưới phòng hội hôn, thì tôi ở xa không đến quan chiến được. Tôi chỉ mong các cụ, các bà, họ nhà Trai đoàn kết một lòng giúp đỡ gia đình chúng tôi thành công tốt đẹp. Tôi xin hết ý kiến ạ. Vâng, và xin được cảm ơn vị đại diện của gia đình nhà Gái rất nhiều. Mới đã thay mặt cho bối cảnh này Bích đã có những lời chào, những lời cảm ơn, cũng như đã có những lời phát biểu gửi gắm tới gia đình Hòa Nhà Trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, và cái sau đây thì gia đình nhà trai cũng sẽ có những lời đáp từ. Và chính vì vậy thì xin được trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà trai, bác sẽ thay mặt cho mẹ Vũ Thị Đào, cũng sẽ có những lời chào, những lời cảm ơn tới tất cả quý vị, và đặc biệt bác sẽ có những lời phát biểu cũng như là gửi trao tới gia đình Hòa Nhà Gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các quý cô ông, cô bà của hai bên bốn họ, thì được phép ủy quyền của bà Đào, tôi là bác rể làm trưởng đoàn của đoàn nhà trai, thì hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, được phép thay mặt cho gia đình nhà trai, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của ông trưởng đoàn nhà Gái, tức là chúng tôi sẽ có cháu dâu Hiền và bên phía nhà Gái Gông có Dĩ Thảo, đôi bên chúng ta cùng chung tay vun đắp trăm năm hạnh phúc cho các cháu đến đầu bạc răng long. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bên đại diện của gia đình nhà trai rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, và trong khoảnh khắc này chúng tôi xin phép được thông báo tới tất cả quý vị một lần nữa, đó là kể từ ngày hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão, thì chính thức gia đình nhà trai, gia đình mẹ Vũ Thị Đào, địa chỉ thôn Đô Mỹ, Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa chính thức sẽ kết tình thông gia làm một, cùng với gia đình nhà Gái, gia đình bố Vũ Văn Cảnh, mẹ thân Thị Bích, địa chỉ thôn Ngân Đài, Minh Đức, Bắc Giang. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin phép được đỡ lời cho phía gia đình nhà Gái để cùng xây đắp ước mơ hoài bão cho con của mình. Vâng, và thưa quý vị, cho phép ban tổ chức xin được mượn thêm một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng những khoảnh khắc tuyệt vời này.
Xin cảm ơn hai vị đại diện của hai bên gia đình rất nhiều. Thưa quý vị, hai bác đại diện sẽ hứa với bố, với mẹ sẽ chăm lo, sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc cho Vũ Dung đến suốt cuộc đời này. Yeah, thưa quý vị, những cử chỉ bắt tay cùng với những lời gửi gắm và những lời chúc phúc để ngày hôm nay bố Cảnh, mẹ Bích để cùng gửi tới cô dâu và chú rể. Vâng, mà xin được trân trọng kính mời mẹ Đào. Mẹ ơi, người ta nói rồi, con gái là con của người ta, con dâu tuy khác họ nhưng lại hóa ra là con mình. Xin được trân trọng kính mời mẹ Đào. Mẹ sẽ tiến gần lại với người con dâu của mẹ. Trước khi mẹ sẽ cùng gửi gắm những món quà, xin mời mẹ sẽ cùng dành cho con dâu của mẹ một cái ôm thật chặt được không ạ? Vâng, xin được trân trọng kính mời mẹ. Vâng, thưa quý vị, vỗ tay thật lớn được không ạ? Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có lẽ là bố Cảnh cũng đã yên tâm hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Với cái ôm vừa rồi, xin được cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ ơi, vâng, bây giờ con xin phép được trân trọng kính mời mẹ. Mẹ sẽ cùng gửi gắm những món quà với lời chúc phúc tốt đẹp dành tặng cho con của mình. Và con xin được trân trọng kính mời bố Cảnh. Xin mời bố sẽ cùng di chuyển xuống phía vị trí của mình để bố tiếp tục chúc phúc cho khoảnh khắc tiếp theo. Cảm ơn bố rất nhiều ạ. Vâng, mà thưa quý vị, người Việt Nam của ta có những quan niệm rất là đúng đắn, đó là con cái chính là một tài sản lớn, một món quà vô giá của những người bậc làm cha làm mẹ. Ngày hôm nay mẹ Đào vô cùng vui mừng hạnh phúc khi được chứng kiến được giây phút để chính thức Vũ Dung cùng với Vũ Dung lên nghiệp phu thê, sẽ cùng nhau được về chung một nhà, cùng nhau xây đắp những ước mơ, những hoài bão của chính mình. Xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều, xin được cảm ơn mẹ Đào ạ. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm nay một không gian trang trọng, lịch thiệp, gia đình nhà trai cùng với công ty tổ chức kiện lên lánh đã tạo dựng để cùng đồng hành, cùng với niềm vui hân hoan, cùng với tất cả những điều kiện tốt nhất để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Trong khoảnh khắc này, một lần nữa xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn mẹ Đào vì tất cả những điều tuyệt vời, những điều hạnh phúc mà trong suốt những khoảng thời gian vừa qua mẹ đã đồng hành cũng như đã ủng hộ cho câu chuyện tình yêu của Vũ Sinh cùng với Vũ Dung. Vâng, và thưa quý vị thân mến, và sau món quà đến từ mẹ Đào, cho các ban tổ chức xin phép được vui mừng và xin được chào đón những món quà đến từ anh trai cùng với chị dâu. Xin mời anh chị cũng sẽ cùng trở về sân khấu để anh chị. Dành cho cuộc đời mẹ đã cho con là một tình yêu ta quý nhất trên đời. Vâng, và thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay xin được vui mừng và được nồng nhiệt và chào đón những diện diện trang trọng của mẹ Đào cùng với diện diện của gia đình anh trai. Xin được trân trọng kính mời anh chị sẽ cùng gửi gắm những món quà và những lời chúc phúc tốt đẹp dành tặng cho các em của mình ạ. Vâng, và thưa quý vị thân mến, kể từ ngày hôm nay thì chắc chắn Vũ Sinh cùng với Vũ Dung sẽ bước sang một cuộc sống mới, cuộc sống của hôn nhân hạnh phúc gia đình, và chắc chắn với một trách nhiệm mới, một trách nhiệm sẽ làm vợ làm chồng, làm dâu làm rể thì sẽ gặp những khó khăn, những thử thách, và rất là mong muốn ngoài sự đồng hành đến từ hai bên gia đình sẽ là những sự đồng hành đến từ các cô, các bác, các chú, các anh, các chị cùng với các tổ chức, cơ quan và vài đồng nghiệp sẽ tạo điều kiện hết sức để cho cô dâu và chú rể sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ làm vợ làm chồng, làm dâu làm rể của hai nhà. Xin được cảm ơn mẹ, cảm ơn gia đình anh chị rất nhiều ạ. Vâng, và thưa quý vị, sau món quà đến từ mẹ Đào và sau món quà đến từ gia đình anh trai và chị dâu, xin được chào đón chầu giỏi chúng ta chuẩn bị món quà để trở về sân khấu ạ. Xin được cảm ơn món quà đến từ gia đình Bất Thuần Hoa rất nhiều ạ. Vâng, và thưa quý vị, anh sẽ trở về sân khấu ạ. Xin được cảm ơn món quà đến từ gia đình Bất Thuần Hoa rất nhiều. Vâng, và tiếp theo xin được chào đón món quà đến từ gia đình Bắc Tuyến Hạnh ạ. Vâng, tiếp theo sẽ là món quà đến từ gia đình chú Thơi Huyền ạ. Xin được vui mừng và
chào đón món quà đến từ gia đình chú Thơi Huyền sẽ cùng chào về sân khấu ạ. Và sau món quà đến từ gia đình chú Thơi Huyền sẽ là món quà đến từ gia đình Bắc Phượng Lợi. Và xin được chào kính mời gia đình Bắc Phượng Lợi cũng sẽ chuẩn bị món quà để trở về sân khấu. Quà vô cùng tuyệt vời cùng với lời chúc phúc tốt đẹp đến từ gia đình các bác các chú rất nhiều ạ. Tiếp theo xin được chào đón món quà đến từ gia đình Bắc Phượng Lợi ạ. Và sau món quà đến từ gia đình Bắc Phượng Lợi sẽ là món quà đến từ gia đình Cộng Công Duyên. Vâng, và xin được chào đón món quà đến từ gia đình Cộng Công Duyên ạ. Xin mời gia đình Cộng sẽ cùng trở về sân khấu để cùng gửi gắm những món quà những lời chúc phúc tốt đẹp dành tặng cho cháu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, sau món quà đến từ gia đình Cộng Công Duyên sẽ là món quà đến từ gia đình Chính Tiết. Xin được chào kính mời Chính Tiết cùng sẽ trở về sân khấu ạ. Và sau những món quà đến từ gia đình các bác các chú các cậu các dì xin phép được vui mừng và xin được chào đón món quà đến từ gia đình anh chị Sơn Hằng ạ. Xin được chân thành kính mời gia đình anh chị Sơn Hằng sẽ trở về sân khấu ạ. Vâng, và thưa quý vị, một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời để chính thức ngày hôm nay, Vũ Sinh và Vũ Dung sẽ cùng được chào đón những món quà vô cùng thân thương cùng với những lời chúc mừng tốt đẹp đến từ anh các chị. Và sau món quà đến từ gia đình anh chị Sơn Hằng, xin được vui mừng và được nồng nhiệt chào đón món quà đến từ em Thành, em Thương, em Dũng. Và đầu tiên xin được chào đón món quà đến từ em Thành ạ. Xin mời em Thành trở về sân khấu ạ. Xin được chào đón món quà đến từ em Thành ạ. Và sau món quà đến từ em Thành sẽ là món quà đến từ em Thương. Và xin được kính mời em Thương sẽ chuẩn bị món quà để trở về sân khấu để cùng gửi gắm cũng như để cùng chúc phúc cho anh chị của mình trong ngày vui ngày hôm nay. Xin mời ạ. Vâng, xin được cảm ơn các anh rất nhiều. Ngày hôm nay đã cùng trở về đây cùng đồng hành cũng như đã có những món quà những kỷ vật để cùng gửi gắm tới cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Và tiếp theo xin được chào đón món quà đến từ em Thương. Và thưa quý vị, sau món quà đến từ em Thương xin được chào đón món quà đến từ em Dũng. Xin mời em Dũng sẽ chuẩn bị món quà trở về sân khấu ạ. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì em Thương, một người em gái vô cùng xinh đẹp của chú rể cũng đã cùng trở về đây cùng đồng hành cùng với anh chị. Tiếp theo xin được chào đón món quà đến từ em Dũng. Xin mời em Dũng ạ. Vâng, và thưa quý vị, có thể nói rằng ngày hôm nay là các em của gia đình nhà trai luôn luôn tràn đầy sức trẻ, đúng không ạ? Rất tuyệt vời, xin được cảm ơn các em rất nhiều ạ. Thưa quý vị, từ phía gia đình nhà trai ạ, có còn món quà nào mà đã chuẩn bị nhưng mà chưa kịp lên trao ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, mong xin được cảm ơn âm nhạc ạ. Thưa quý vị thân mến, và những món quà đến từ phía gia đình họ nhà gái đã được trao gửi dành tặng cho cô dâu và chú rể tại buổi lễ vu quy được diễn ra long trọng tại thư chính của gia đình họ nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chính vì vậy trong khoảnh khắc này thì cho phép ban tổ chức xin được thay lời cho cô dâu và chú rể xin được cảm ơn tất cả những món quà đến từ hai bên gia đình và xin được kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có một năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Trong khoảnh khắc này thì xin phép được chào kính mời đôi bên nương sẽ cùng trở về vị trí của mình để tiếp tục đón nhận những món quà tiếp theo. Xin được chào kính mời ạ. Tại vì vẫn đang còn thiếu những lời ca tiếng hát, những ca khúc tuyệt vời, đúng không ạ? Âm nhạc là cánh cửa của tình yêu, của hạnh phúc. Và chính vì vậy trong khoảnh khắc này, trong các ban tổ chức xin được dành cho vui sáng của chúng ta. Và hôm nay cũng là rất trọng đại, đó là một năm mới mà tất cả quý vị chúng ta đã và đang được đón nhận. Và bây giờ một phần quà cũng rất là ý nghĩa và long trọng trong buổi chiều ngày hôm nay. Thay lời cho ban nhạc, muốn gửi lời kính chúc tới các quan viên tối cao của hai bên gia đình.
và các quý vị khách quý chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui ạ. Và một món quà rất là ý nghĩa trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là bài hát được mang tên Thì Thầm Mùa Xuân ạ. Vâng, và chắc rằng quý vị chúng ta đã trải qua một chặng đường rất là dài đúng không ạ, khá là mệt rồi. Nhưng tất cả quý vị chúng ta món ăn tinh thần đó là chương trình ca nhạc. Vậy xin mời các bác, các anh, các chị của hai nhà chúng ta hãy cùng hát với Island được không ạ? Với cái bài hát để rồi chúng ta đón một mùa xuân mới, một mùa xuân rất là hạnh phúc. Trước cái sự chúc mừng cho đôi bạn trẻ chúng ta trăm năm viên mãn và cầu nghĩa phu thê được không ạ? Chúng ta một tràng vỗ tay đi ạ. Trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát, hương xuân tình đắm say nhạc lâng lâng lòng em nghe sao xuyên. Ta say cùng ánh trăng cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao, sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau rượu hồng vui pháo cổ, muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta tình nồng hương phơi phơi, tình nồng hương phơi phơi, tình muôn đời có nhau tình yêu
đêm nay ta cùng say, dịu thơm ngất ngây cùng nhịp bước cuồng quay. Lâng lâng men rượu cay, nhịp tim đắm say minh hoa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau.